Hello hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel Ông Dev. Đây là cái vlog đầu tiên của Ông Dev, thì mình sẽ sử dụng nó để giới thiệu cho các bạn về bản thân mình là ai, cũng như là cái mục tiêu thành lập của cái channel Ông Dev này. Ok, bắt đầu nhé. Đầu tiên đó chính là đây là ai. Ok, mình giới thiệu với các bạn, mình là Duy và bây giờ mình đang là 24 tuổi, mình sinh năm 95 nha. Và mình đang là software engineer của một công ty phần mềm ở Đà Nẵng có tên là Sius High Tech Software. Và cái dự án mình đang làm thì là một dự án về WPF, là một cái desktop app cho sử dụng là .NET Framework. Okay. Cái background của mình ấy là điện tử viễn thông, nhưng mà bắt đầu từ năm tư ấy, thì mình đã bắt đầu học về phần mềm và mình đã chuyển hẳn qua cái mảng phần mềm rồi. Ok, vậy thì mình thành lập cái channel Ông Dev ra để làm cái gì? Thì bản thân mình ấy, thì mình luôn muốn chia sẻ những kiến thức mà mình biết cho người khác, có nghĩa là mình muốn giúp đỡ những cái bạn mới chập chững vào học lập trình, cũng như là học và cần nâng cao kỹ năng một chút để có thể đi làm được. Từ lúc mình bắt đầu học lập trình cho tới bây giờ thì mình đã trải qua hơn 10 dự án lớn nhỏ, từ những dự án một người là một mình làm cho tới những dự án 20 người, thì mình cũng đã từng dồn những dự án đó rồi. Cái độ rộng về nền tảng của mình cũng khá là tốt. Mình có thể làm việc trên nền tảng của Java cũng như là nền tảng của .NET. Mình đã từng làm web MVC cho bằng Java Spring, web MVC bằng ASP.NET, web MVC bằng ASP.NET Core, RESTful API bằng Spring Boot, RESTful API bằng .NET Framework, RESTful API .NET Core, RESTful API Node.js. Thì nói chung chung quy lại thì mình có thể làm việc được trên ngôn ngữ Java, C# và JavaScript. HTML.js thì nó là cái cơ bản rồi, như thực ra thì ai cũng biết HTML.js cả, chỉ có điều là có master hay không thôi. Mình tự nhận mình là tầm trung bình khá của HTML.js. Tại vì thực ra nếu như mình lập trình frontend cho web ấy, thì mình hầu hết mình vẫn xài JavaScript. Nghĩa là bản thân HTML.js, nhưng mà hầu hết mình xài JavaScript để mình xử lý tất cả mọi việc. Yep. Đó là những cái khả năng của mình, và đó là những thứ mà mình có thể chia sẻ. Còn một cái nữa, mình khá là ổn về DevOps với tư cách một junior nha. Mình đã từng setup cho tầm 4 đến 5 dự án cá nhân thôi nha, có nghĩa là mình chỉ có thể setup được tới cái mức là CI/CD và Autotask. CI/CD có nghĩa là Continuous Integration, Continuous Delivery, kiểu step để giúp cho cái việc lập trình nó mượt mà hơn và nó nhanh hơn. Bên cạnh đó, ở trong kênh Ông Dev nó sẽ có thêm một thứ nữa, đó chính là streaming game. Thì mình không phải stream theo cái kiểu là để trở thành trực tiếp game hoặc là QTV rồi đó. Mình stream là để giúp cho mọi người giải trí sau những giờ làm việc, những ngày mệt mỏi ở công ty, những cái bức viết không xong thì thôi kệ, ngồi chơi game cho nó thoải mái đầu óc. Thì bên cạnh đó, nếu như các bạn có sở thích chơi game thì cũng có thể bật tivi của mình để chúng ta chơi chung với nhau, kiểu vậy. Ok, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc là bất kỳ những cái chủ đề gì mà các bạn muốn biết về lập trình cũng như là cuộc sống của một kỹ sư phần mềm thì hãy comment ở dưới nhé. Mình sẽ cố gắng giải đáp nhiều câu hỏi nhất có thể. Nếu đây là lần đầu tiên mà các bạn đến với kênh của Ông Dev
thì nhớ bấm nút subscribe phía dưới để theo dõi những cái clip tiếp theo nhé. Và đừng quên bấm nút like và share để giúp kênh của mình phát triển nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.